chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. Cổ tích giữa đời thực, chuột thân phóng sinh chùa khổng lồ, 16 năm chú chùa quay lại trả ơn cứu mạng. Thưa quý vị, dùng số tiền lớn chuộc thân giúp chú rùa, ông Lâm còn kêu gọi mọi người giúp chú rùa trở về với biển. 16 năm sau, chú rùa khổng lồ quay về trả ơn cứu mạng. Câu chuyện kỳ diệu này xảy ra tại Cơ Long, Đài Loan. Một ngày, ngư dân bắt được một con rùa lớn, vui vẻ mang đi giết thịt, thì tình cờ gặp ông Lâm ngang qua. Ông Lâm vốn nổi tiếng quanh vùng vì tốt bụng, luôn làm việc thiện. Nhìn thấy cảnh con rùa không ngừng vươn cổ cúi đầu như lại người xung quanh, nước mắt chảy ròng, dường như cầu cứu mọi người, ông Lâm không kìm được lòng, bỏ ra số tiền lớn để mua con rùa. Không chỉ vậy, ông còn nhờ mọi người đưa nó ra biển để phóng sinh. Lo lắng con rùa sẽ lại lần nữa rơi vào cảnh bị giết, ông còn viết lên mai rùa 5 chữ, gặp duyên số phóng sinh, với hy vọng nó có cơ duyên lành, từ nay sẽ sống tự do không lo lắng. Sau khi được trở lại biển khơi, con rùa ấy cứ vươn cổ hướng về ông Lâm như tạ ơn. Lòng từ bi của ông Lâm khiến người dân quanh đấy cảm động, họ tự hứa sẽ không bắt giết con rùa lớn như vậy, thế nên con rùa ngày ấy mới có cơ hội sống tại đây đến bây giờ. 16 năm thoảnh thoắt trôi qua, con trai ông Lâm trong một lần về thăm nhà, giờ thuyền đi ngược dòng nước nên bị sóng đánh chìm, 100 hành khách thì 90 người bị nuốt mất. Khi sắp sửa chìm xuống đáy biển, bỗng con trai ông Lâm cảm giác được nâng lên bởi một con rùa cực lớn, miệng to như một cái chậu, sợ hãi vì lo lắng sẽ bị con rùa khổng lồ ăn thịt. Nhưng anh quá mệt mỏi không thể làm gì hơn. Chỉ đến khi dần tỉnh táo, nhìn thấy trên lưng có 5 chữ gặp duyên phóng sinh, anh mới ngỡ ngàng nhớ về con rùa ngày nào mà cha kể. Lúc ấy anh mới mỉm cười tạ ơn trời Phật, an tâm để chú rùa cõng mình về bờ. Đến khi chạm chân vào bờ, anh mới sung sướng chắp tay cảm tạ ơn cứu mạng của con rùa. Con rùa cũng vươn cổ lên, hơn nữa còn mở miệng phát ra âm thanh, tỏ vẻ rất vui, một lúc mới quay đầu và bơi đi. Người dân địa phương sau khi nghe câu chuyện này đều tỏ ra kinh ngạc. Không chỉ con trai ông Lâm, chính ông Lâm ngày trước được một nhà chiêm tinh xem bói chỉ thọ đến 70 tuổi, nhưng ông đã sống đến 88 tuổi mà vẫn vui vẻ. Câu chuyện này dần được lan truyền nhiều nơi. Kể từ ngày ấy, người dân luôn quan niệm phải sống thiện tích đức cho đời giống như ông Lâm. Được trả 300 triệu 1 kg, ngư dân vẫn thả rùa 3 kg về sông. Một ngư dân bắt được con rùa vàng nặng 3 kg dưới sông và được nhiều thương lái trả giá 300 triệu đồng 1 kg. Trao đổi với phóng viên, anh Đào Xuân Nam sinh năm 1990, trú tại xóm 2 thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, gia đình anh vừa bắt được một con rùa vàng có trọng lượng hơn 3 kg trên sông Lai Vu, đoạn chảy qua xã Kim Tân. Anh Nam kể lại, chiều tối ngày 21 tháng 8, trong khi đánh cá trên sông Lai Vu, tôi bất ngờ bắt được một con rùa có hình dáng vô cùng khác lạ, toàn thân màu vàng rực, phần đầu trơn nhẵn, mai rùa hoa văn chiều thành 3 phần riêng biệt. Sau đó, tôi đã mang con vật này về nhà. Sau khi tìm hiểu, anh Nam được biết đây là loài rùa quý hiếm, có giá lên tới 300 triệu đồng 1 kg. Biết anh Nam sở hữu rùa quý, nhiều thương lái đã tới tấp gọi điện đến đặt mua và dặn không được cho ai biết. Những người này dặn anh Nam chăm sóc rùa cẩn thận, vài hôm nữa sẽ quay lại. Vài hôm sau, thương lái liên hệ lại với anh Nam, nói muốn thu mua rùa để bán lại cho Trung Quốc. Anh Nam cho biết, tôi nghĩ họ mua để làm cảnh, nhưng khi biết những người này có ý định bán cho nhà hàng là tôi không ưa. Thế nên đến chiều 24 tháng 8, tôi đã mang rùa ra sông để thả về tự nhiên. Tiền thì quý thật, nhưng tôi không vì tiền mà sát hại loài rùa được coi là quý hiếm này. Lão ngư bắt được con cá 2 mét tưởng đã tuyệt chủng, chỉ bong bóng cá cũng bán được 2 lượng vàng ròng. Quý vị thân mến, người ngư dân bắt được con cá này là ông Huỳnh Văn Được, ngụ huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Ông Được cho biết tối 9 tháng 8 khi ra thăm đáy hàng khơi,
loại bắt cá tôm bằng lưới trên sông Hàng Vịnh, huyện Nam Căn, ông và người làm công cho gia đình bất ngờ phát hiện trong lưới có con cá đường dài gần 2 mét, nặng hơn 30 km. Ông Được cùng một người nữa vội đưa con cá lên thuyền rồi chạy vào bờ. Do cá yếu nên ông Được phải dùng nước đá để bảo quản. Qua quan sát, con cá có bụng to màu trắng bạc óng ánh rất đẹp mắt. Được biết thông tin ông Được bắt được con cá đường khủng thì nhiều người đến hỏi mua. Sáng ngày 10 tháng 8, ông Được đã bán con cá này cho một thương lái với giá 40 triệu đồng. Theo nhiều ngư dân có kinh nghiệm đánh bắt ở địa phương, cá đường thường sống ở vùng biển có độ sâu hơn 30 mét trở lên. Hơn chục năm nay, loài cá này không xuất hiện ở vùng biển Cà Mau, có thể do gần đây mưa dông lớn, biển động nên cá dạt vào các cửa biển. Nhưng mấy mươi năm trước, loài cá này vẫn thường tập trung thành từng đàn, tạo ra cụm từ hội cá đường trong quá khứ của ông cha vùng cực Nam Tổ quốc. Vào thập niên 1980, Cà Mau rộ lên những mùa cá đường. Thời gian đó, cứ vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 âm lịch hàng năm, từng đàn cá đường từ ngoài khơi xa lại rủ nhau kéo về các vùng cửa biển để họp chợ tình. Đặc biệt một điều là cứ đến đúng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, từ đại dương bao la, bầy cá đường kéo về quần tụ hàng trăm ngàn con trên bãi Khai Long gần chóp mũi Cà Mau. Chỉ một ngày thôi rồi tất cả biến mất. Trong ngày này, cư dân Cà Mau tha hồ bắt cá để mổ bụng lấy bong bóng bán cho Hoa Kiều, trong khi xác cá thả kín một vùng biển rộng. Những ngày hội cá đường cuối cùng trên biển Khai Long diễn ra vào ngày 10 tháng 3 năm 1983, đến nay không còn nữa. Hồi đó cá đường ăn không hết, bán cũng không kịp, người ta phơi khô làm mắm, nhưng vẫn còn nhiều quá, phải đổ cá thành đống cho thối, rồi trộn tro làm phân bón rau màu cây thuốc lá. Sau năm 1980, do khai thác và ô nhiễm môi trường làm giảm số lượng rõ rệt, bây giờ ở vùng mũi Cà Mau, người ta không thể tìm thấy tăm hơi con cá đường nào dù chỉ bằng ngón tay cái. Việc tận diệt cá đường cùng với nghề cào cạn càn quét thêm biển tự nhiên vùng đất mũi đã làm cho cá đường bỏ đi, không về chốn cũ. Cá đường có tên khoa học là Otolithos bioritus, là loài cá lớn nhất trong họ cá đù, mõm nhọn, miệng rộng, hàm dưới đạt tới quá phía sau mắt, răng khỏe ở cả hai hàm không có răng nanh, bóng hơi hình củ cà rốt với một đôi nhánh phụ chạy từ phía sau lên phía trước, vây đuôi nhọn, đường biên chạy đến tận cùng của vây đuôi. Phần đầu và lưng cá màu xanh xám, bên hông màu vàng, vàng da cam, nhạt hơn ở bụng. Đường biên màu vàng, các vây lẻ và bụng màu nâu vàng đến vàng da cam nhạt, vây ngực màu nâu có chấm đen ở gốc. Cá đường có màu trắng, thịt rất ngon. Thịt cá đường ngon không thua kém cá bớp hay cá gúm. Làm khô cũng ngon. Thịt cá đường tươi, nhất là phần đầu cá. Đem nấu canh chua với trái bần thì không gì sánh bằng. Còn trứng cá đường mà làm mắm thì chẳng có thứ mắm nào ngon bằng. Đặc biệt, bong bóng cá đường được cho là được chế tạo thành chỉ khâu dùng trong y học như cá sủ vàng. Ngoài việc chế ra các loại thuốc quý, nếu chế biến đúng cách thì ăn bong bóng đường rất là bổ. Người ta cho rằng bong bóng cá đường có tác dụng tăng bản lĩnh đàn ông và bồi bổ sức khỏe cho cơ thể, bổ thận ích tinh dưỡng sức khỏe. Vì vậy, thương lái thường dùng vàng để đổi bong bóng cá đường của ngư dân. Được biết, việc buôn bán bong bóng cá đường vốn rất phát triển ở Cà Mau vào những năm 1980. Trước mùa hội cá đường hàng năm, thương lái từ Quảng Đông, từ đảo Hải Nam Trung Quốc lại dông thuyền đến cửa biển Sông Đốc để đón mua bong bóng cá đường. Khi đó, nhiều cư dân vùng biển Cà Mau cũng không biết bong bóng cá đường có tác dụng gì, cách chế biến món ăn ra sao, chỉ biết rằng sau khi khai thác ngâm muối, làm sạch phơi khô, cán thẳng, thì chỉ có người Hoa là khách hàng thu mua loại sản phẩm này. Nếu không bán cho những thương nhân từ Trung Quốc sang, thì họ cũng chỉ bán cho những đầu mối thu mua của Hoa Kiều chợ lớn. Cứ mỗi mùa hội cá đường, các đầu nậu ở thành phố Hồ Chí Minh tranh nhau tìm về đất mũi đặt cọc, thu mua, đem về bán cho các nhà hàng tàu ở chợ lớn. Họ còn bán qua Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan với giá đắt gấp nhiều lần so với giá thu mua của người dân. Thời điểm đó, bong bóng cá đường một loại có mức giá khủng khiếp. Một cặp bong bóng cá nặng 1 kg có giá 2 lượng vàng 24k, loại 2, 3 cái 1 ký giá 1,5 lượng, loại 3, 4 cái 1 ký 1,2 lượng vàng. Loại dạt tức nhiều cái giá 0,8 lượng vàng 1 kg, ngoài ra còn có giá riêng cho loại bong bóng có tuổi, càng nhiều năm tuổi giá càng cao. Hiện nay bong bóng cá đường đang được rao bán mức giá 4 triệu đồng một ký, loại đặc biệt lên đến 10 triệu đồng một ký. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.